xin mời quý vị chứng kiến một cái vị thần mẹo tóc tóc đang chỉ cho người ta cái cách quét sơn tóc tóc nhất thế giới. Rồi thì đối với cái việc quét sơn á, thì các cái nhà gọi là ăn hại học á, người ta đã nghiên cứu phân tích và người ta cho rằng trước khi quét sơn phải tạo ra cái đồ đựng sơn đã. Thì từ một cái cục gỗ sau 8.881 kiếp nạn thì chúng ta sẽ tạo được một cái dĩa giống như vậy đó. Chúng ta sẽ bỏ qua bên nè, sau đó thì chúng ta sẽ đi ra một cái bãi rác nào đó lộn một cái chai giống như vậy, thì sau đó sử dụng một cái cưa máy giống như vậy để qua bên, rồi dùng cái kéo để mà cắt. Rồi bắt đầu mới để cái lon này vô dĩa nè, rồi rót sơn vô thì bắt đầu chấm cái cọ vô sơn nè. Nó mà quét được rồi ha, rất là dễ dàng.